Thưa quý vị, mùa đông mà thưởng thức món lẩu thì quả là phù hợp. Và một mô hình kinh doanh đang khiến giới trẻ Hà Nội phát cuồng, đặc biệt là những bạn trẻ còn đang độc thân trong những ngày gần đây, đó là quán lẩu xóa ế. Vâng, xuất hiện ở thủ đô Hà Nội không lâu, thế nhưng mô hình kinh doanh lạ lẫm này lại khiến cho rất nhiều người cảm thấy tò mò muốn khám phá. Và không ít trong số đó là những người muốn tìm bạn kết đôi hay là cải thiện tình trạng ế của bản thân. Người mang mô hình quán lẩu độc lạ này đến Hà Nội là anh Tùng Lâm, cựu sinh viên của trường đại học xây dựng. Theo quan sát, quán lẩu thoát ế dành cho giới trẻ của anh Lâm có hình thức khá giống với lẩu FA đã có mặt tại Trung Quốc cách đây không lâu. Khi khách hàng tới cửa hàng để ăn lẩu thì sẽ được nhân viên của cửa hàng sắp xếp ngồi đối diện với nhau một cách ngẫu nhiên, ở giữa được ngăn cách bằng một tấm chắn. Nếu như cả hai bên đồng ý làm quen, có thể cùng nhau bấm nút màu xanh và tấm chắn ở giữa sẽ được kéo lên, có thể ăn lẩu cùng với nhau. Anh Lâm chủ quán cũng chia sẻ đó là sau khi xem các video ghép đôi ở quán lẩu tại Trung Quốc thì anh thấy khá ấn tượng nên đã mạnh dạn khởi nghiệp mô hình này tại Hà Nội. Nhiều bạn trẻ đã rất hưởng ứng mô hình kinh doanh này và nhiều người còn cho rằng là mô hình lẩu dành cho người ế khá hay. Với những người có tính cách hơi rụt rè và chưa dám chủ động làm quen với các bạn khác giới thì đến đây sẽ có thêm cơ hội để giao lưu và kết bạn.